Tôi thấy mài hết á. Bật đèn pin lên đó. Rồi chạy coi. Anh em di chuyển phải không thần? Cũng nhanh đấy chứ. Chạm dừng lại đấy. Cho nó đi dọc đường đi thành. Vâng, nó quay cái quần tôi nhớ đang đứng á, thằng thiện đứng đi ra lui ra thử cung à, đúng rồi có em đi tới nữa đi à, có thôi đem vô tháo lại.
Cái gì? Nhắn gì? Còn thì anh lấy được tiếp luôn à, anh là trình cái gì à? Không, đi lấy được tiếp luôn rồi chứ, ý nó chưa về lấy được tiếp luôn, còn chưa được trình để mình tích tiếng lần rồi mà rớt á. Đi thử nào á, thi thử thì có hai lần đầu không? Đang đi ôn học ba cái bài bạ. Em là bên cái gì? Thì không nữa. Anh một tiếng hai điểm không chắc rồi nữa giờ anh biết sao thì mà cứ đủ đi. Cái gì đó chưa? Ừ. Em có cái để từ tới mười ngày xanh nè, em cứ đi xanh nhưng vẫn kịp chứ. Được chứ. Không bên khoa, hôm qua có mấy đợt là lên sân khấu đồ ấy nè. Em có không anh Trân có gọi hôm nào có chưa anh đi á? Cái tu mới nãy anh, nó là mấy đoàn khoa á. Ừ. Tu nãy á, là nó phụ trách về mấy cái phần mà... Không, đi làm chứ nó như cái tự nhiên trọng ai rồi. Mày biết hai điểm nữa biết không? Hai điểm nữa. Hai điểm nữa, nó 38 điểm rồi. Không, 38 điểm. Hay mà cho điểm được anh cho điểm anh rồi. Anh trăm mấy rồi. Biết sao giờ đủ hai điểm công tác xong rồi cái điểm là huyện đâu anh đây đô đô hà đầu bên đầu khóa đâu nó nào có chương trình gì không chút ê cuối là được ê cái dụ đấy đó bình chơi không bình chơi từ từ đây tới cuối kỳ để các cái chương trình nào làm công tác chọn rồi biết hai điểm cơ nữa thành thầy chưa chưa không có thì
đó tay ngựa nó có một bên không chị, hai bên một bên coi thử mấy cầm cơ chị, mấy cái em cu coi thử mấy cái chị, mấy cái cũng cái này tốt rồi mà đây mình đang tôi cũng muốn trường chị. Thank you.